Vâng, và tối ngày 25 tháng 7 năm 2020, em tiếp tục lên đơn hàng Phan Chí Gieo Hạt tách thân do hợp với kinh tế, số tiền của các bác, cô chú, anh chị yêu lan trên toàn quốc. Và đầu tiên xin chúc tất cả các bác, cô chú, anh chị một lời chúc sức khỏe, vạn sự như ý và gặp nhiều thành công may mắn. Và vào đơn số 1 của Phan Chí Gieo Hạt tách thân, Phan Chí Gieo Hạt cửa lớn, thì đơn số 1 đây là giới thiệu đến các bác, cô chú, anh chị là bản lá cũng thuộc vào 2 sen rồi. Đấy, lá rất xanh và cây rất khỏe. Thì cái đơn số 1 này cây xẻ quạt lên các bác, cô chú, anh chị lên chậu rất là đẹp này. Đấy. Nhưng đơn số 1 này có một cái lá bên này thì nó bị lỗi. Đấy, nó bị bọ nó cắn. Thì em để cho bác cái đơn số 1 này với giá là 550.000 đồng cho cái đơn số 1 này. Bằng tiếp theo là sang đơn số 2. Đơn số 2 ngày hôm nay là một thân tơ này. Đấy, thân tơ tít luôn. Đấy, lá rất cứng và xanh. Đây. Một thân này được 2 4 5 lá và một cái lá ở giữa nữa đang mọc lên. Thì những cái cây này ấy, thì tại vì để ngoài trời nên là nó cũng không tránh khỏi được những cái con ong bướm bọ nó cắn vào lá, thì nó bị như thế này, không phải là nó thối lá mà nó chỉ ảnh hưởng là do bị va đập trong đường vận chuyển với lại bị cắn thôi, nó không ảnh hưởng gì đến cây nhá các bác, cô chú, anh chị nhá. Đấy. Thì đơn số 2 này em để cho các bác là 400k cho cái một thân như thế này, cao 25cm rồi và lá 2cm gần 2cm rồi. Đấy. Đơn số 2 cây rất khỏe lực, lá rất cứng. Đơn số 2 là 400k cho đơn số 2. Tiếp theo là sang đơn số 3. Đơn số 3 ngày hôm nay ấy, thì là một cái rễ này này, là 3 cây, một thân mẹ và 2 thân con. Và ở những cái thân mẹ thì nó có một lỗi một lá, thì nó bị cong ấy, hơi bị cong và nó bị hơi bị nẫu lá thế này. Thì em để cho các bác, cô chú, anh chị là 700k cho 3 thân này. Đây ạ. Cái lá này rất là cứng này và rất là cong, rất là khỏe nhá. Đây. Tơ tít luôn. 700k cho cái đơn số 3. Tiếp theo là sang đơn số 4. Đơn số 4 ngày hôm nay là gồm 2 thân. Đây, 2 thân như hình. Cũng rất là xanh, rất là khỏe luôn. Đấy. Lá rất là đẹp này các bác nhá. Nhìn lá này, rất là cứng luôn. Đấy. Đúng Phan Chí Gieo Hạt cho các bác, cô chú, anh chị sưu tầm luôn. Và như cái đơn số 4 này ấy, thì nó có một cái lá đầu ngọn này bị lỗi này này. Đấy, và cái lá này nó hơi chấm là do ong đốt và bị lỗi cái lá này. Thì các bác về các bác cắt hoặc là các bác chốt đơn thì em xử lý luôn trên đơn. Là hai cái cây này thì là đơn số 4 này thì em để cho các bác là 600k. Vâng, và tiếp theo sang đơn số 5. Đơn số 5 ngày hôm nay thì là gồm một thân mẹ này, một thân con tơ. Đấy, thân con tơ này cao khoảng đến 20 gần 25cm rồi. Đây ạ, lá cao nhất là gần 25cm này. Cong, rất là khỏe lực này. Vâng, nhưng mà cái thân mẹ này thì có một lá này nó bị nó dập thế này. Nhưng mà nó không gãy đâu nhá, nó bị hơi lún vào thôi. Đấy. Và cây rất là chắc khỏe. Các bác lên chậu vào cho vào lên chậu vào cái thân này. Lên một chậu như thế này cực kỳ quá đẹp luôn. Và những cái lá này thì nó hơi bị lỗi. Khe này nó hơi bị lỗi này. Thì cái đơn số 5 này em để cho các bác là 700k cho cái đơn này. 700k. Và tiếp theo sang đơn số 8. À, đơn số 6 ngày hôm nay thì gồm một thân tơ này. Tơ tít luôn. Đấy, một thân tơ tít này. Đấy, và có một cái mầm con đang nhú thế này. Đấy. Và những cái đơn số 6 này thì một lá nó bị dập rồi. Em vận chuyển nên nó dập, em cắt bỏ đi, xử lý cho các bác rồi. Thì các bác cô chú anh chị về lấy đơn này về các bác lên chậu và để nuôi cái mầm măng này lớn này, nó sẽ đẹp hơn thân mẹ. Và đơn số 6 ngày hôm nay em để cho các bác là 600k cho cái đơn số 6 này. Đấy, rất là lực, rất là khỏe, rất là chắc chắn, lá rất cứng. 600k đơn số 6 này. Và tiếp theo là sang đơn số 7. Đơn số 7 là một thân tơ như thế này. Đấy, thân tơ này thì cái đơn số 7 này thì nó bị lỗi mất 3 lá, 4 lá, nó bị một cái lá này nó bị gọi là bị đứt gần một nửa rồi. Đấy, em cũng chưa xử lý. Và những cái lá trên ngọn này thì nó bị rách. Đấy, và có cái lá gốc này thì nó bị cũng bị ong với bọ cắn. Thì em để cho các bác cái đơn này thì em để cho các bác 200k thôi cho các bác về làm giống. Rất là tơ nhá, cao 25cm rồi.
cây rất là to, củ rất là to đây ạ. Bác nhìn lá là bác biết rất là đẹp luôn. Đấy. Và tiếp theo là sang đơn số 8. Đơn số 8 là một thân mẹ như thế này, xẻ quạt rất là đẹp, thân cũng là chắc chắn, lá rất cứng và xanh. Thì như cái đơn số 8 này thì có một số lá bị lỗi, như bên này thì nó bị đầu ngọn hơi cháy nắng và cái lá này cũng hơi bị sứt như thế này. Nhưng mà chúng ta về cứ lên chậu chờ thời gian thì nó sẽ đẻ mầm đẻ con. Và những cái lá này thì nó vàng vàng trên này chứ không phải nó hỏng, nó bị vàng nắng rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Xẻ quạt các bác lên chậu một cái cây này, tương lai nó sẽ ra mầm măng để cho các bác có chuyến chị chúng ta chơi. Thì là như cái đơn số 8 này em để cho các bác là 500k cho đơn số 8 này. Và tiếp theo là sang đơn số 9. Đơn số 9 này, đơn số 9 ngày hôm nay là một thân mẹ một mầm măng này. Mầm măng này đã được 5 cm rồi. Đấy, rất là lực. Lá rất là xanh, chắc chắn luôn. Đấy, chắc chắn luôn. Và những cái đơn số 9 này thì nó bị chấm một chấm đen ở như lá này. Và ở những cái lá đầu ngọn này thì nó hơi bị tách một tí. Đấy, tách một tí. Đấy, hơi bị tách một tí nhưng mà nó không không phải tách rời, không phải nứt hẳn đâu. Nó không nứt hẳn ra và nó cũng là rất là chắc chắn. Đấy. Và cái lá này thì nó hơi vấp vấp một tí, nó không sao. Chúng ta là chủ yếu là nuôi cái mầm măng này để nó phát triển lên cây mẹ. Sau này mình tách ra sang chậu mới nó sẽ là rất đẹp. Nó đẻ ra rất rất là nhiều con cho các bác cô chú anh chị chơi. Thì những cái đơn số 9 này thì em để cho các bác là 400k cho đơn số 9 này. Và tiếp theo là sang đơn số 10. Đơn số 10 này là một thân mẹ này, xẻ quạt rất là đẹp luôn. Đấy, thân mẹ và một thân con tơ tít đây. Nó sắp vươn bằng thân mẹ rồi. Như cái đơn số 10 này thì nó bị chấm này là không phải do bị bệnh tật gì đâu bác nhá. Đấy, nó do vì cái đất bụi bẩn ấy, em chưa lau hết. Đấy, và như có một cái lá trong này thì nó ố ố vào rồi, nhưng không sao. Các bác cô chú anh chị và chúng ta lấy bông, chúng ta tẩm nước, tẩm gì chúng ta rửa là hết. Vâng, và như cái lá này thì nó bị lỗi này. Bị lỗi hai bên rìa mép này cháy một tí. Và như cái lá gốc này thì nó bị nó hơi bị kiểu nó hơi bị sứt. Nhưng mà nó không gãy nhá. Đây ạ. Và cái lá này thì nó cũng bị bọ cắn này. Thì như cái thân này, thân mẹ con này em để cho bác là 450k. Chứ cái thân này các bác cô chú anh chị về lên chậu xẻ quạt này, như thế này các bác chú anh chị lên rất là đẹp luôn. Đấy, 450k cho đơn số 10. Và tiếp theo là em có hai cây mẹ như thế này thì em tách ra. Đấy, thân mẹ xẻ quạt đẹp nhưng mà tại vì là bản lá thì có một cái lá nó bị hỏng nên em cắt rồi này. Và có một cái lá này thì bị tách thì em để cho bác đây một đơn sau nữa, một cây đơn sau nữa là một thân cũng to này. Đấy, thân cũng to. Đấy, nhưng mà lá nó hơi lỗi. Thì hai cái cây này em để cho ba cây, cả là ba cây. Đây ạ. Ba cây. Ba cây xẻ quạt này. Em để cho các bác ba cây như thế này. Một bộ ba cây như thế này. Ba cây như thế này là 300k cho cái bộ ba cây này. Nó chỉ lỗi một số lá thì nó không gãy lá nào, cắt lá đây nha bác nhá, của chú anh chị nhá. Đấy, cứ giờ vào rất cứng, rất là vươn. 300k cho đơn số 11. Và các bác cô chú anh chị ủng hộ mua hàng thì liên lạc qua chỗ em, Vân Lan em có số điện thoại là 0345 495 222, 0987 565 303. Em có dùng Zalo và số điện thoại đấy. Và nhà vườn em thì vận chuyển cho các bác cô chú anh chị là về đường bưu điện chuyển phát nhanh và xe. Các bác nào tiện chuyến xe thì em gửi xe cho các bác cô chú anh chị. Và để kết thúc phiên chợ tối ngày hôm nay thì cuối cùng cũng xin được chúc tất cả các bác cô chú anh chị một lần nữa luôn luôn thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác cô chú anh chị ở trong phiên chợ ngày mai. Cảm ơn tất cả các bác cô chú anh chị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho nhà vườn em. Vâng, xin chào và xin cảm ơn.